Bên ngoài lục địa Tiva, không phải tất cả đều là hòa bình và yên tĩnh. Phasiuk đem Tiva đại lục mang về vũ trụ nguyên thủy, nhưng nơi này lại có đủ loại nguy hiểm. Dị tộc chiến tranh, 18 tinh thần, tiên chu, tinh khung đoàn tàu vân vân, đối mặt này kịch liệt biến hóa, bảy thần lại nên đi nơi nào? Chương 1 Khách đến từ thiên ngoại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2. Buông xuống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3. Gặp nhau. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4. Hòa đàm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5. Bị tập kích bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Thế giới bên ngoài chân tướng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Trước giờ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Phong đang nguy cơ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Ám tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Công tử bị bắt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.